Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin xuất khẩu gạo chính phủ lúng túng lập lờ. Tại cuộc họp của chính phủ vào hôm 23 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc quyết định dừng xuất nhập gạo, từ 0 giờ ngày 24 tháng 3. Tuy nhiên, cùng ngày cũng 24 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh lại đề nghị cho phép tạm dừng quyết định này, tức là tạm ngưng việc dừng xuất khẩu gạo đến hết tháng 5 năm 2020. Không hiểu tại sao, với tư cách là cơ quan đầu ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lại có sự thiếu nhất quán trong chủ trương và hành động như vậy. Hôm qua, ngày 24 tháng 3, truyền thông trong nước đưa tin, đại diện Tổng cục Hải quan đã xác nhận vào ngày 24 tháng 3, Tổng cục Hải quan đã có điện hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố và một số đơn vị trực thuộc yêu cầu tạm dừng thông quan các lô hàng xuất khẩu gạo từ 0 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020 và báo chí quốc tế đang đăng tải về điều này. Đây là hình ảnh xuất khẩu gạo của Việt Nam ra nước ngoài. Điều này được Tổng cục Hải quan giải thích là thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán. Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng xuất khẩu gạo dưới mọi hình thức kể từ 0 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ giải quyết thủ tục thông quan theo quy định đối với lô hàng xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan trước 0 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020. Tổng cục Hải quan giao Cục Quản lý Rủi ro thiết lập tiêu chí đưa mặt hàng gạo các loại thuộc phân nhóm HS 1006 cho đến 1006-40 vào diện cấm xuất khẩu. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu vận chuyển trái phép mặt hàng gạo các loại qua biên giới và xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định. Quyết định này đã được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đã ồ ạt nhập mua gạo của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2020 giữa mùa dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Đây là hình ảnh một số thị trường xuất khẩu gạo nhiều nhất của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2020. Báo Dân Trí trích số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm 20 tháng 3 cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2020, gạo của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh, với mức tăng tới 595% về lượng và tăng 724% về kim ngạch, đạt 66.000 tấn, tức là tương đương với 37 triệu đô la. Trong khi nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn do tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán, thì xuất khẩu gạo lại có tăng tốc độ cực kỳ ngoạn mục. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2020, sản lượng gạo xuất khẩu đạt 929.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 430 triệu đô la, tăng 30,5% về lượng và tăng 38% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài Trung Quốc, xuất khẩu gạo sang các thị trường khác như Philippines, Iraq, Malaysia, Pháp, Đài Loan, Senegal, Nga đều có sự tăng trưởng ngoạn mục. Tuy nhiên, theo Vietnambiz, trích lời ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho hay việc giao Việt Nam xuất khẩu gạo sang Trung Quốc luôn bị ép giá. Ông nói, lâu nay chúng ta vào thị trường Trung Quốc là bán cái mình có nên thường xuyên bị ép giá. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, sau khi có thông tin ngừng xuất khẩu gạo được đăng tải, thì xuất hiện ngay thông tin của Bộ Công Thương Việt Nam với một bản công văn đề nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh với quyết định dừng ngay hay tiếp tục xuất khẩu gạo trong thời điểm hiện nay. Tại văn bản ngày 24 tháng 3, Bộ Công Thương cho biết sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của một số doanh nghiệp, nên Bộ này đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục tái xuất khẩu gạo để có thêm thời gian đánh giá lại sản lượng thực tế của vụ đông xuân. Lượng hợp đồng xuất khẩu đã ký cũng như lượng tồn kho thực tế ở các doanh nghiệp hiện nay. Bộ Công Thương đề nghị như sau. Việc mở tờ khai hải quan cho gạo xuất khẩu theo đó vẫn tiếp tục được thực hiện bình thường.
Đáng chú ý, trước đó, tại cuộc họp thường trực của Chính phủ, mới đây Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chính là người đã đề xuất tạm dừng xuất khẩu gạo. Cụ thể, văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận cuộc họp đã ghi đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương tạm dừng việc xuất khẩu gạo đến hết tháng 5 năm 2020 nhằm đảm bảo các mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo góp phần ổn định giá gạo trong nước. Giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể hóa việc tạm dừng xuất khẩu gạo theo trình tự rút gọn, tức là có hiệu lực từ ngay khi ký. Facebook và Đặng Phước đã nhận định như sau. Có lẽ khi đặt bút ký văn bản này, ông Trần Tuấn Anh không có lòng tự trọng hay sao? Mang danh một bộ trưởng mà giải quyết vấn đề, sáng nắng, chiều mưa, đéo cày giữa đường như vậy, thì làm sao đủ bản lĩnh để lãnh đạo một bộ như vậy? Và việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay là một vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng tình trạng hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay ngày càng trầm trọng, dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành, thì không nên bán gạo giá rẻ cho nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, để đảm bảo lương thực và an ninh quốc gia về vấn đề. Đây là hình ảnh hạn mặn kỷ lục tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam. Cộng đồng quốc tế dự đoán dịch bệnh có thể chỉ được khống chế trong từ 12 đến 18 tháng nữa. Biện pháp tạo khoảng cách xã hội mà các nước đang thiết lập không biết bao giờ mới kết thúc. Lệnh giới nghiêm vẫn được phương Tây tăng cường thực thi và đang được cân nhắc kéo dài hơn dự kiến. Dịch bệnh Vũ Hán đang hoành hành ác liệt chưa từng có và cũng chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong bối cảnh này, nhiều nước cho rằng việc tích trữ lương thực là rất cần thiết. Việt Nam là một nước nông nghiệp tự chủ được nguồn lúa gạo không phải đi mua, nên khi các nước đang tích cực mua gạo thì Việt Nam không nên bán để đảm bảo an ninh lương thực ở trong nước ngay tại Việt Nam. Hơn nữa, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng hạn mặn, nghiêm trọng với ước tính vượt qua kỷ lục vào năm 2016. Điều này chắc chắn sẽ có tác động đến sản lượng thu hoạch của năm nay giảm sút rất nhiều. Đặc biệt, việc bán cho Trung Quốc khiến người dân càng có thái độ cảnh giác, bởi vì từ trước đến nay, giới đầu cơ thương lái ở Trung Quốc đã nhiều lần làm cho người nông dân Việt Nam rơi vào cảnh khốn quẩn, vì họ đã không bán được hàng sau khi Trung Quốc đặt hàng ồ ạt. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến Trung Quốc tăng mua gạo từ Việt Nam sau 2 năm trầm lắng là do năm 2020, dự báo sản lượng gạo của Trung Quốc giảm khoảng 1,8 triệu tấn, xuống còn 146,7 triệu tấn. Trong khi đó, dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp, có tác động không nhỏ đến giao lưu hàng hóa toàn cầu và người dân có tâm lý tích trữ lương thực nên cần thêm một lượng hàng gạo rất lớn nhập khẩu vào. Và bên cạnh đó, cũng có những quan điểm cho rằng không nên xuất khẩu gạo vào thời điểm này, thì cũng có luồng ý kiến lại nói ngược lại rằng không cần và không nên dừng xuất khẩu gạo với những số lượng phân tích khoa học khách quan được đưa ra. Đây là hình ảnh người nông dân Việt Nam trồng lúa. Nhà báo Vũ Kim Mạnh phân tích như sau. Con số ở Trung Quốc tăng nhập khẩu gạo tới 600% không có ý nghĩa. Nghe mức tăng thì quá khủng, nhưng nếu xem lại, vào năm 2019, giảm mức nhập gạo của Việt Nam chỉ còn 8% tổng lượng nhập gạo của họ. Đến tháng 1 năm 2020, chỉ còn 5,4%, thì phải lo gì? Tăng nhập 600% cũng chỉ có 66.000 tấn, tức là trị giá chừng có 37 triệu đô la mà thôi. Số lượng gạo Việt Nam năm nào cũng dư từ 6 đến 7 triệu tấn để xuất khẩu. Năm nay cũng vậy. Hạn mặn làm sản lượng gạo lúa đông xuân của đồng bằng sông Cửu Long và vụ đông xuân từ trước tiết đến tháng 2, 3 là giai đoạn cuối. Nhìn chung, vụ đông xuân năm 2019 đến năm 2020 tuy thiệt hại nhưng tổng thể vẫn thu được nhiều lúa. Lúa trong kho còn, doanh nghiệp cần đảo kho, nông dân cần trả nợ ngân hàng, chuẩn bị cho vụ mới. Lúa được giá không thiếu và gạo vụ hè thu chỉ còn 100 ngày nữa là có lúa mới. Sao đột ngột dừng xuất khẩu gạo như vậy? Một câu hỏi được đặt ra. Nghe dừng thì là giá lúa rớt liền và nước mắt nông dân rớt theo vì họ biết rồi đây vụ hè thu giá lúa càng rớt tiếp. Xem lượng gạo xuất khẩu vào năm 2020 thấy thấp hơn những năm trước và người làm lúa biết rằng không xuất khẩu được mới đáng lo. Nhà báo này cũng kêu gọi mọi người đừng để cảm xúc lấn át mà để sau cùng người nông dân vẫn là người chịu thiệt thòi và thiệt hại nhiều nhất.
Và đây cũng là dịp để nhiều nhà phân tích quay lại vấn đề an ninh lương thực mà nhà nước Việt Nam đã đề ra để trồng vào cổ nông dân, đặc biệt là người nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là một tác nhân khiến cho vùng đất chủ phú này gần như đã bị biến dạng. Đây là hình ảnh những thế hệ quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam với tấm bằng cao cấp lý luận chính trị. Không làm cuộc sống của những người nông dân được cải thiện, mà còn oằn mình cõng thêm những hậu quả do chính những chính sách sai lầm do thứ chủ thuyết này đưa lại. Nhà báo Phạm Ngọc Hưng đã chỉ ra như sau. An ninh lương thực là chiêu bài để nhà nước duy trì diện tích đến 7,5 triệu hectare, mà trên đó nông dân không có quyền quyết định trồng gì khác ngoài lúa, với sản lượng dư thừa tới mức đủ nuôi 3 lần dân số Việt Nam. Đấy cũng là cớ để đến tận cách đây 2 năm, nhà nước vẫn gom quyền xuất khẩu gạo vào tay vài doanh nghiệp lớn, tạo điều kiện bòn rút và tham nhũng. Đấy cũng là cớ để nhà nước giữ gạo thừa mứa trong nước, dìm giá nhằm đảm bảo chỉ tiêu lạm phát thấp để ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng lại khiến nông dân trồng lúa chỉ đủ ăn mà không có mặc. Cái ếch ấy mới được nhấc nhẹ lên gần đây bằng cách tước bỏ độc quyền xuất khẩu khỏi tay các doanh nghiệp nhà nước, đẩy được giá gạo lên, thổi được vài hớp sinh khí vào ruộng lúa. Thế mà nay người ta lại nhân danh an ninh lương thực lúc dịch bệnh để chặn đường xuất khẩu gạo, thì khác gì choàng lại cái ếch cũ lên đỡ cổ còn hằn vết của nông dân. Chúng ta sống nhờ nông dân, nhưng ủng hộ cấm xuất khẩu khác gì bảo hộ họ tiếp tục đóng kiếp, bò kéo xe, chở nỗi lo hết gạo của mình. Có lẽ tầm nhìn của Đảng và Chính phủ chẳng cao hơn nổi cây lúa. Những cá nhân chuyên sâu về cao cấp chính trị, lý luận hay xây dựng Đảng nên ngồi im để thị trường diễn biến theo quy luật của nó, thì may ra người nông dân khốn khổ mới thoát khỏi số phận của Cộng sản là quanh năm trồng lúa mà không thể thoát nghèo. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác và lúng túng trong việc chỉ đạo điều hành. Liệu chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc có đảm đương được nhiệm vụ và quyền hạn thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội? Và còn xa hơn là Đảng Cộng sản đứng đầu bởi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lãnh đạo được toàn diện khắc phục sai lầm của chính mình để những người nông dân, một trong những lực lượng quan trọng nhất đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, được cải thiện cuộc sống vốn đã vô cùng khó khăn của mình hay không? Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.